Ok, đây là trường hợp chiếc xe đang bị degree, 25% degree ở trên cái power unit. Hiện tại tôi đang regeneration cái máy. Và bên cạnh đó thì cái máy này của hãng nó sẽ báo lên cái này. Vì thế mà hãng nó chỉ đọc ra cái số này nó biết. Ở bên kia, ở bên đầu kia đó, nó nhìn cái xe tôi đang chạy. Thì đây là cái báo hiệu, cái pin của nó này. Thì đang bị degrade 25%, tức là xe không chạy được nữa. Ok. Messaging. Và hiện tại đang thì có một số đứa nó biết cách là nó không cho cái máy này chạy, không cho cái máy DEF này chạy, coi như gọi nên dùng chữ bypass đó. Tức là nó cắt hết những hệ thống đường điện đi qua cái máy DEF. Vì thế cái xe chạy giống như là cái ngày xưa vậy, xe cũ vậy, không có DEF, nó không cần phải đổ DEF nữa. Ok, for your information. Bye bye.